Chuyện cáo và chó sói. Cáo ơi, cậu kém quá. Từ trước tới giờ, cậu học được mấy môn rồi? Tôi mới học nửa môn thôi. Thế còn anh? Tôi học giỏi cả 100 môn rồi. Cậu mới học có nửa môn thôi à? Thật kém quá. Bữa sáng của ta đây rồi. Mau nghĩ cách gì đi cáo ơi. Tôi không muốn làm bữa sáng tơi tả trong bộ hàm kia đâu. Sao không đem 100 môn học của anh ra mà cứu chúng ta đi? Tôi chỉ biết có nửa môn thôi. Đáng buồn cho sự học nhiều của anh. Để tôi liệu vậy. Kính chào đại vương Hổ Anh Minh. Chúc ngài sống lâu. Tôi và sói đang cãi nhau, may mà gặp ngài ở đây, nhờ ngài phân xử giúp cho. Nói đi. Thưa đại vương Hổ Anh Minh, chúng tôi bắt được một con gà gầy và một con ngỗng béo. Anh sói cứ đòi ăn con ngỗng béo vì anh ấy có công vồ được. Tôi chỉ được ăn con gà gầy vì tôi chỉ có việc xua nó lại gần sói. Ta nhất định phải nhìn thấy 2 con gà gầy và ngỗng béo đó thì mới phân xử công bằng được. Thế các người để chúng ở đâu? Tại cái hang ở ngay sau lưng ngài đấy ạ. Cái hàng bé tí thế này làm sao mà ta chui vào được? Này sói, hãy vào lôi 2 con mồi đó ra đây. Con sói chết tiệt kia, lâu thế này có khi nó ăn cả 2 con gà gầy và ngỗng béo rồi cũng nên. Thằng này lao quá. Mi hãy vào lôi cổ nó ra đây cho ta. Thế học vấn của anh đâu rồi? Này sói, cáo, chúng mày hãy ra mau. Ta sốt ruột lắm rồi, không thể đợi được nữa. Thưa đại vương Hổ, xin ngài cứ chờ ở ngoài. Tôi và sói đã hòa thuận rồi. Thank you.